cha sinh ra con con lớn lên trở thành cha rồi trở lại sinh con sự tương tục của những thế hệ là thường hằng là pháp thân thường trụ bất diệt những gì ông thấy được bây giờ chính là cõi phật nơi đây bây giờ chính là cõi phật chẳng có cõi tịnh cư riêng biệt nào khác và cũng chẳng có thân tướng sắc vàng nào cả chẳng có cõi tịnh độ nào để cư trú hoặc thân sắc vàng nào khác những thứ đó đều là giả dối từ lời nói nói biết rõ đó là đặc trưng của ma và đặc trưng của quỷ tôi thường dùng từ ma khí để nói về ma đây là những gì gọi là ma khí là năng lực tiềm tàng của ma do ma gá vào nó nên mọi người đều tiếp nhận những gì ma đã giảng nói kinh văn kỳ nhân tín thọ vong thất tiên tâm thân mạng quy y đắc vị tằng hữu thị đẳng ngu mê hoặc vi bồ tát suy cứu kỳ tâm phá phật luật nghi tiềm hành tham dục việt dịch Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tín tâm ban đầu, đem hết thân mạng mình quy y với ma, cảm thấy được việc chưa từng có, ngu mê tự cho mình là Bồ Tát, theo đuổi ảo tưởng như vậy, nên phá hủy luật nghi của Phật chế, lén lút làm việc tham dục. Giảng người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tín tâm ban đầu, khi nghe ma nói những điều như vậy, Hành giả nghĩ rằng, nói quá đúng, cha sinh con, con lớn lên làm cha, trở lại sinh ra con, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, đó là pháp thân thường trụ bất diệt, xưa nay vốn như vậy. Hành giả hoàn toàn tin điều ấy. Bỏ mất tín tâm ban đầu, hành giả quên mất tránh tri kiến. Hành giả tin vào ma, mạnh hơn tin vào tránh pháp. Khi thiên ma và ngoại đạo bảo anh ta phải làm những gì, anh ta không dám trái lời khi một vị đạo sư chân chính dạy anh ta làm việc tốt lành thì anh ta hoang mang giữa nghi ngờ và tin tưởng ma vương quấy nhiễu anh ta bằng năng lực tiềm tàng của ma cho nên anh ta tin vào bất kỳ những gì ma nói nếu các ông yêu cầu ma vương giảng kinh này kinh thủ lăng nghiêm nó sẽ không giảng được vì sao vì ngay khi nó nói thì căn tướng của nó liền hiển lộ đó là lý do tại sao tôi nói ở mỹ quốc nếu các ông yêu cầu người nào tự tuyên bố mình tinh thông phật học giảng nói bộ kinh này thì họ sẽ không dám giảng họ sợ bị lộ hình tướng đem hết thân mạng quy y với ma cảm thấy như được việc chưa từng có hành giả ngu mê tự cho mình là bồ tát anh ta thật là đáng thương xót anh ta nghĩ rằng ma chính là bồ tát theo đuổi ảo tưởng như vậy nên anh ta thọ giáo với ma và học các pháp thuật anh ta không còn giữ giới luật nữa thay vì vậy anh ta phá hủy luật nghi phật chế lén lút làm chuyện dâm dục nói bí mật buông thả trong dục lạc mà không ai biết